điều về phía Sở Lao động Thương binh và Xã hội xin được trân trọng kính giới thiệu ông Đặng Văn Phục, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định. Về phía các trường cao đẳng xin được trân trọng kính giới thiệu về phía trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn xin được trân trọng kính giới thiệu cô Võ Thị Tiến Nhung, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Phạm Minh Tường, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía trường cao đẳng y tế Bình Định xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Bùi Lê Vĩ Trinh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường. Về phía trường cao đẳng cơ điện xây dựng và 55 công bộ xin được trân trọng kính giới thiệu thầy Dương Minh Quân, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường. Về phía các đơn vị doanh nghiệp tham gia ngày hội xin được trân trọng kính giới thiệu chị Trần Thị Ngọc Hiệp, Giám đốc đối ngoại công ty cổ phần Halo Dealers. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Hoàng Thanh Quảng, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hợp tác Đầu tư Giáo dục Quốc tế Tiến Phát. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Huỳnh Lê Đại Đức, Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đồ gỗ Nghĩa Phát. Xin được trân trọng kính giới thiệu chị Nguyễn Thị Nhị, đại diện bộ phận tuyển dụng Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nhân Hội Bình Định. Xin được trân trọng kính giới thiệu chị Trần Thị Bảo Vân, đại diện BIDV Phú Tài. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Nguyễn Hải Hà, Giám đốc Kinh doanh khu vực Bảo hiểm Manulife Bình Định. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Dương Quốc Hiệu Hoàng, anh Dương Quốc Hiệu Hoàng Long, trưởng phòng tuyển dụng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Hợp tác Đầu tư Giao thông Vận tải Hà Nội. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Nguyễn Vĩnh Khôi Nguyên, trưởng Mobifone Quy Nhơn. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Nguyễn Như Lộc, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn công nghiệp Trường Hải. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Nguyễn Phước Quỳnh, trưởng phòng hành chính công ty trách nhiệm hữu hạn chăn nuôi New Hope Bình Phước. Về phía các cố vấn khởi nghiệp xin được trân trọng kính giới thiệu tiến sĩ Trịnh Thị Thúy Hồng, cố vấn khởi nghiệp giảng viên khoa tài chính ngân hàng và quản trị kinh doanh trường đại học Quy Nhơn. Xin được trân trọng kính giới thiệu anh Trương Quang Hải, ủy viên ban chấp hành hội doanh nhân trẻ tỉnh Bình Định, founder CEO công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ du lịch và thương mại KMK. Xin được trân trọng kính giới thiệu các đồng chí là cán bộ, nhà giáo, người làm công tác hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của các trường, các cơ sở giáo dục, nghề nghiệp, các đơn vị doanh nghiệp cũng đến dự và đồng hành cùng sinh viên hôm nay. Trân trọng kính giới thiệu các đồng chí phóng viên là báo đài tỉnh Bình Định cũng đến tham dự và đưa tin các hoạt động. Và đặc biệt chúng ta nhiệt liệt chào mừng hơn 500 học sinh viên cũng đã có mặt trong ngày hội hôm nay. Một lần nữa xin nhiệt liệt chào mừng. Buổi chiều 14 học sinh viên tốt nghiệp tham trân trọng kính giới thiệu ông Đặng Văn Phục, Phó Giám đốc Sở Lao động lên phát biểu khai mạc ngày hội, xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị đại biểu, quý thầy giáo, cô giáo, các em, nâng cao năng lực tư vấn khởi nghiệp và giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên đang bị các kiến thức kỹ năng trường khởi nghiệp, giúp các em học sinh sinh viên có các cơ sở giáo dục nghề tự tin làm sơ khởi nghiệp. Đồng thời thông qua ngày hội giúp các trường có cơ sở. Xin chào, cảm ơn các cô bác và cảm ơn lãnh đạo nhà trường. Được
rồi phái bộ trưởng em trường lên sân khấu để nhận bài lưu niệm, xin được trân trọng kính thưa thầy. Trân trọng kính mời anh Dương Quốc Triệu Hoàng Long, trưởng phòng tín dụng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và phát đầu tư giao thông tại Hà Nội lên phát biểu. Trân trọng kính mời anh. Giao thông vận tải Hà Nội, gọi tắt là Transco Hà Nội. Xin kính chào quý ban giám hiệu trường cao đẳng kỹ thuật công nghệ Quy Nhơn tham gia buổi hội nghị ngày hôm nay, và kính chào tất cả các học sinh sinh ca sĩ cô Hà Nội loài doanh nghiệp nhà nước trực thuộc bộ. Nó có loại 2-4 vôn nữa. Dậy, đừng có bấm dậy, bấm lên trên kia chứ. Đang có cái bình bấm lên đây. Bên trên bay vậy? Thank you.